Nhai thủy Tình là một phần văn hóa của Solana. Chúng tôi luôn hướng đến những mục tiêu đầy thử thách, liên tục vượt qua giới hạn. Điều đó giống như việc phá vỡ lớp băng cứng và mở ra con đường cho những người kiến tạo mới. Tham gia ngay cuộc thi lập trình online phá băng web 3.0 cùng Solana. Tổng giải thưởng lên đến hơn 100 000 đô. Trải nghiệm khoa học lên trên Metaverse miễn phí từ Solana. Thời gian đăng ký từ 15 tháng 4 đến 24 tháng 4 năm 2022. Đăng ký ngay tại website www.web3vn.solana.com Với mạng nhập khảo uy tín trong và ngoài nước Hãy bước cùng chúng tôi trên hành trình chinh phục mục tiêu tiếp theo Web 3.0 Và ngoài chuyện điều ra đó thì trong cái sự kiện Twitter này đó thì dẫn đến rất là nhiều những cái drama Các bạn thấy được là bây giờ nhiều người mới nhận ra được là trong công ty Twitter đó Thật ra có nhiều cổ đông còn lớn hơn cả Elon Musk nữa Trước đây vài ngày đó tất cả thông tin đều nói là Elon Musk là cổ đông lớn nhất của Twitter Nhưng mà dựa theo những tài liệu đó thì không phải đâu Bây giờ đã rõ hơn là ngay cả có một số người ở nước ngoài đó như là các bạn thấy trên màn hình Đây chính là hoàng tử của Saudi Arabia, Alawi bin Tala. Người này đã cũng là một cái cổ đông lớn của Twitter và đã đầu tư từ những ngày đầu tiên từ năm 2011 cho tới bây giờ. Và giữ bao nhiêu phần trăm thì chúng ta vẫn chưa có rõ hiện tại nhưng mà nhiều người cho là công ty Twitter đó tồn tại bao nhiêu năm qua là không chỉ riêng là về tồn tại để kiếm tiền đâu tại vì đứng sau lưng twitter đó có một số người thì họ chấp nhận đó là công ty twitter có thể là kinh doanh không được tốt nhưng mà cái khả năng để mà truyền đạt thông tin cũng như là cái khả năng để mà lóc người khác hay là khả năng để mà Ngăn chặn một số thông tin như Twitter đó thì khả năng đó rất là cao Cho nên nhiều người nghĩ là một số người là cổ đông của Twitter Tại vì họ muốn quản lý Twitter Cho nên vì lý do đó đó cho dù là Elon Musk ra giá cao hơn Thì cũng khó có thể mua lại được Tại vì sẽ có nhiều cổ đông lớn sẽ chống đối cái việc này Nhưng mà đối với riêng người này đó là hoàng tử của Saudi Arabia Thì người này nói là cái mức giá đó được đưa ra b là thì quá thấp. Nhưng mà các bạn thấy được là người này đó thì đòi hỏi một công ty lớn khác xem xét lại coi coi là cái mức giá mà phải có được cho công ty Twitter là bao nhiêu. Có nghĩa là cái mức Elon Musk đưa ra đối với lại người này thì quá thấp. Nhưng mà các bạn có biết là công ty mà họ mời đến đi tư vấn xem coi là Twitter đáng giá bao nhiêu là công ty nào hay không Đó chính là công ty Goldman Sachs Thì Goldman Sachs là công ty lớn Ai cũng biết rồi đây là công ty đầu tư lớn nhất nhì của thế giới Nhưng mà một vấn đề là Goldman Sachs mới đây quý 4 năm 2021 Goldman Sachs đưa ra cái target mức giá của cổ phần của Twitter đó không có lạc quan lắm. Các bạn thấy là lúc đó đó là giá 37 đô mà Goldman Sachs nói là trong vòng 12 tháng cổ phần của Twitter chỉ đáng giá có 30 đô mà thôi. Trong khi mà các bạn thấy được là cái mức giá được đưa ra bởi Elon Musk là cao hơn lúc đó rất là nhiều. Cái mức giá mà được đưa ra bởi Elon Musk đó là 54 đô 20 cent. Mà cái người này, hoàng tử của Saudi Arabia mời công ty Goldman Sachs tới để đưa ra một cái mức giá hợp lý hơn. À, cái mức giá cao hơn này, cái mức 54 đô được đưa ra bởi Elon Musk. Mà trong khi công ty này là công ty mà nói Twitter cổ phần chỉ đáng giá có 30 đô mà thôi. Đây là một cái chuyện rất là mắc cười mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà ngoài điều này ra thì các bạn thấy được là có rất là nhiều người bây giờ nói là Về cái việc là Twitter có bán cho Elon Musk là không đó Thì không chỉ riêng là vấn đề tiền bạc đâu Mà còn về vấn đề chính trị trong đây nữa Cái đó thì Thuận không có rành Cho nên cái việc này đang rất là xôn xao Không ai biết được là kết quả sẽ ra sao Và Thuận nghĩ là những người mà làm cho Twitter bây giờ đó Họ càng xôn xao hơn nữa Các bạn nghĩ đi Các bạn là nhân viên trong công ty bây giờ Thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào các bạn có những nghi những gì các bạn comment ở bên dưới đối với lại việc này cho nên thường mới chia sẻ trên mạng là nó hơi phức tạp một chút nó không phải đơn giản như là giữa Elon Musk và hội đồng quản trị đâu không phải đơn giản như vậy mà đứng sau lưng còn nhiều cái chuyện phức tạp hơn nữa hy vọng là các bạn nắm được tình hình hiện tại Thuận thì vẫn hy vọng là Elon Musk có thể thành công mua lại được công ty Twitter tại vì sao vậy tại vì các bạn nên biết là Elon Musk là một trong những người rất là yêu thích crypto và Elon Musk cho dù là không có được chấp nhận bởi hội đồng quản trị để mà mua lại công ty Twitter 100% thì các bạn thấy được là trên màn hình cũng có một số những cái cổ đông lớn chúng ta thấy được là Elon thì nắm cái mức là khoảng 9,1 9,2% cổ phần thì công ty Vanguard là công ty mà giữ tới 10,3% cổ phần có nghĩa là là cổ đông lớn nhất là công ty Vanguard là công ty đầu tư rồi kế đó là Elon Musk kế đó nữa là Morgan Stanley nắm 8% Kế đó nữa là BlackRock nắm 4,6%. Có thể nói được đây là bốn cổ đông lớn của công ty Twitter cộng với lại Elon Musk là 4 người tổng cộng. Thì Elon Musk cũng có thể là hợp tác với những công ty này để mà gây cái sự ảnh hưởng đối với hệ đồng quản trị. Tại vì giữa những người này đã cộng lại, các bạn thấy được là 10 cộng cho 8 là 18 cộng cho 46 cho là 5 đi là 23 cộng với lại khoảng chừng 10% của Elon Musk là 32 33% rồi là 1/3 của công ty Twitter. Nếu như mà Elon Musk có thể hợp tác được với lại ba công ty này và Elon Musk nói, nếu như mà có thể là thành công mua lại Twitter thì có sẽ cái thưởng như thế nào đối với crypto thì đương nhiên là các bạn đã biết cái sự yêu thích đồng Dogecoin của Elon Musk rồi Các bạn thấy được là đồng Dogecoin hôm nay thì tăng 1,7% thời điểm hiện tại Nhưng mà chúng ta thấy được là trong dòng 7 ngày qua thực ra cũng không có tăng nhiều Thực ra 7 ngày qua chúng ta thấy được là hầu như đi hàng ngang xuống 1,7% Mặc dù là có cái thông tin đến từ Elon Musk nhưng mà các bạn nên biết đó là Elon Musk không phải là chỉ lưu trữ đồng Dogecoin đâu Mà Elon Musk đang lưu trữ những đồng như là Ethereum, Bitcoin và nhiều nhất bây giờ vẫn là Bitcoin Và sau đó là Ethereum và đồng Dogecoin Cho nên đối với lại Elon Musk đó, không chỉ riêng là dogecoin mà nếu như mà thật sự elon musk có thể trở thành chủ của twitter thì có thể là cái tương lai của crypto sẽ sáng lạng hơn ở twitter và các bạn cũng đừng quên là công ty tesla vẫn lưu trữ rất là nhiều Bitcoin hiện tại Các bạn thấy được là Elon Musk không phải là một người đơn giản đâu Khi mà bỏ ra cái số tiền lớn đó, mua lại 9,2% của cổ phần công ty Twitter cái tê vài ngày Thì đã tính đến cái chuyện này rồi và dùng cái phần đó để mà ghi áp đảo Nếu như mà không chấp nhận đó, thì lúc nào cũng có khả năng là Elon Musk bán hết cái số đó chấp nhận lỗ Nhưng mà cái lỗ của những cổ đông nó còn sẽ cao hơn nữa đó là một thứ hai nữa đó là nếu như Elon Musk thành công thu mua lại Twitter thì có thể dùng Twitter trở thành một bàn đạp để mà phát triển thêm về những cái token mà công ty Tesla và bản thân Elon Musk lưu trữ và chỉ cần là Elon Musk có những cái chiến lược tốt liên quan tới Bitcoin thôi thì các bạn thấy là công ty Tesla lưu trữ rất nhiều Bitcoin thì đột ngột cái giá trị đó cũng sẽ tăng lên theo cho nên thực sự hoàn toàn không đơn giản đâu Đây là về Dogecoin, về Bitcoin Thì các bạn thấy được là Shiba Inu Cũng là một đồng mà có nhiều người nói tới bây giờ Thậm chí là nhiều người nói là nếu như mà Dogecoin tăng đó Thì Shiba Inu cũng là một cái meme coin Thì cũng có khả năng là tăng theo Nhưng mà về Shiba Inu đó thì gần đây chúng ta biết Đã lên được cái sàn Robinhood Và Metaverse của Shiba Inu cuối cùng thì cũng đã xuất hiện rồi Thì bây giờ đó những người nào mà lưu trữ thật ra không phải là đồng Shiba mà những đồng liên quan đó Các bạn nên biết là mạng lưới của Shiba thì có tới 3 đồng lận Thì không phải là đồng Ship mà là đồng Leash với lại đồng Shiboshi Thì những bạn nào mà lưu trữ đồng Leash hay là đồng Shiboshi đó thì có thể là mua thành công những cái miếng đất ở trong Metaverse của Shiba Inu Nhưng mà trước khi mua đó các bạn cần phải dùng cái số lượng năm list và Shiboshi để mà tham gia vào bóc thăm Nếu như bóc thăm được đó, thì mới có khả năng mua ở thời điểm hiện tại Nhưng mà Shiba Inu đó thì cũng đã tiến triển như là đã chia sẻ với mọi người năm ngoái Họ đã lên được sàn Robinhood và bây giờ đó họ cũng đã phát triển cái mạng Metaverse rồi Và Metaverse bây giờ đó vẫn đang rất là nóng nhưng mà trước khi chúng ta nói tới Metaverse thì để hoàn trở lại chia sẻ xem tin tình hôm nay ngoại trừ cái thông tin liên quan tới là mới chia sẻ nãy giờ ra là thông tin lớn nhất thì còn gì nữa hôm nay như các bạn đã thấy là thị trường chứng khoán là một màu đỏ crypto cũng như vậy thì cái sự lo ngại liên quan cũng không có gì gọi là khác biệt hết vẫn liên quan đến lại là lạm phát liên quan đến cái phần trăm của tiền lời không trái phiếu tăng lên các bạn thì được tiền lời không trái phiếu 10 năm lại tăng thêm nữa ở cái mức cao nhiều năm qua là 2,8 phần trăm các bạn thấy được là chúng ta cũng đang ở trong cái mùa là thông báo kết quả của quý 1 của nhiều công ty lớn thì kết quả quý 1 đó có công ty tốt công ty không tốt các bạn thấy được là nó cho mọi người một cái cách nhìn chưa có rõ hiện tại tuy nhiên chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi nhưng mà những công ty lớn mà đã đưa kết quả đó là ba ngân hàng lớn thứ nhất là Goldman Sachs thì kết quả là tốt kế tiếp nữa là Morgan Stanley kết quả cũng tốt nhưng mà Wells Fargo thì kết quả không tốt trong quý 1 tùy theo là những ngân hàng này đó cái sự ảnh hưởng đến từ lạm phát hay là chiến tranh giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến ngân hàng như thế nào. Đối với Borsoigo đó thì họ nói là cái kết quả không có tốt tại vì họ có nhiều cái nợ có thể trở thành nợ xấu. Nhưng mà có một công ty mà thường nghĩ là nhiều bạn sẽ quan tâm đến tuần sau đó chính là công ty Tesla. Công, công ty Tesla đó là sẽ ra thông báo quý 1 vào thứ tư của tuần sau sau giờ đóng cửa của Hoa Kỳ có nghĩa là chiều thứ tư tuần sau có nghĩa là sáng thứ năm ở Việt Nam đó thì công ty Tesla sẽ ra thông báo quý 1 và lúc nào chúng ta cũng quan tâm đến tại vì muốn biết xem là công ty Tesla đã có mua thêm hay là có bán bịch cho của mình hay là không tuần sau chúng ta sẽ biết rồi chúng ta chuyển qua nói tới một số những cái thông tin nổi bật liên quan đến crypto ngày hôm nay đi thì trước hết á, là thông tin đến từ nước Đức mặc dù là chúng ta thấy là hôm nay là thị trường không được tốt nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều thông tin tốt hiện tại thì nước Đức đó dựa theo cái uh, tài liệu xếp hạng hiện bây giờ đó, theo thường hiểu đây là tài liệu xếp hạng của KuCoin chia sẻ đó thì đã trở thành cái nước uh, mà ủng hộ crypto đứng đầu trên thế giới hiện bây giờ. Các bạn thấy là dựa theo cái sự xếp hạng bây giờ đó, nước Đức là nước đứng đầu tại vì ngay cả chúng ta thấy được là cái thị trường chứng khoán của nước Đức đó, cái sàn uh, Deutsche Börse Sàn này đó bây giờ đã có hơn 20 uh, cái sản phẩm đầu tư ETP liên quan đến crypto rồi. À, đó chính là những sản phẩm đến từ Wisdom Tree, Conche vân vân. Và dựa theo thống kê của KuCoin đó thì 16% của người Đức từ độ tuổi từ 18 cho đến 60 tuổi đó thì đang lưu trữ crypto hay là đã trade crypto trong vòng 6 tháng qua và 41% trong cái số người này đó trong cái thời gian 6 tháng tới đây là họ sẽ có ý định là thu mua thêm crypto thì thường không ở đức cho nên thường không biết được là những cái tài liệu này nó có hợp lý hay là không nhưng mà nào mà đang sống ở đức đó, thì có thể comment bên dưới để xem coi là người đức có phải là đang rất là con thú cao đối với crypto hay là không nhưng mà nước đức bây giờ đó là xếp hạng là quốc gia ủng hộ crypto đứng đầu hiện tại cái đó đó là Singapore đứng hạng thứ nhì nhưng mà Singapore đây đang rất hạng tại vì gần đây các bạn thấy là Singapore cũng có nhiều cái uh, luật giống như là hạn chế những cái uh, quảng cáo liên quan đến crypto Singapore uh, những cái Bitcoin ETM mà không có đăng ký thì cũng bị dẹp hiện bây giờ cho nên Singapore đó thì trước đây rất là ủng hộ nhưng mà bây giờ đó cũng đang bị rất hạn và đứng thứ ba bây giờ là Hoa Kỳ Hoa Kỳ mặc dù là luật vẫn chưa có rõ nhưng mà các bạn thấy là Crypto vẫn vận động ở Hoa Kỳ, vẫn nhiều người lưu trữ, vẫn có thể mua được dễ dàng Chỉ có là những cái à, sản phẩm phái sinh thì khó tiếp cận mà thôi Nhưng mà về mua, lưu trữ, trade thì rất bình thường Nhưng mà một quốc gia khác đó đã bắt đầu xuất hiện trên màn hình Đó chính là United Arab Emirates Các bạn đã thấy được là gần đây đó, hầu như là những sàn lớn như là à, sàn à, Binance, sàn FTX, sàn Bybit đó, Đều dọn cái trụ sở chính của mình qua bên à, những cái nước ở United Arab Emirates các bạn thấy được là tại vì đây là quốc gia mà gần đây đó rất là yêu thích crypto và bắt đầu là có những chính sách tốt thu thêm nhiều công ty crypto đến quốc gia của họ và United Emirates thì bây giờ đang đứng ở cái mức là 22 nhưng mà vẫn đang tăng hạn và cho dù là các bạn thấy được giá cao này không tốt nhưng mà dựa theo Barry Silver chúng ta có thể sắp thấy cái hồi kết rồi của cái đợt xuống giá lần này dựa theo Bear Silbert thì lý do tại sao mà crypto xuống giá tại vì người ta bán crypto để mà đóng thuế và cái ngày cuối cùng thay thuế đó là còn 4 ngày nữa có nghĩa là ngày 18 tháng 4 là ngày cuối cùng phải thay thuế Hoa Kỳ bản thân thuận thì vẫn chưa có thay thuế xong nhưng mà thường sẽ thay thuế xong trước ngày thứ hai Cuối tuần này Thuận sẽ dành thời gian để mà thay thuế cho nên có thể là sẽ không có video đâu Tại vì Thuận phải dành thời gian để mà hoàn thành cái việc thay thuế của mình Nhưng mà Barry Silver nghĩ là năm ngoái đó có nhiều người có lời và họ bán à, Cho nên họ cần phải đóng thuế vì đi đó họ cần phải bán thêm crypto của mình để có tiền đóng thuế Nhưng mà sắp sửa xong rồi còn 4 ngày nữa thôi Đó là dựa theo Barry Silver là CEO của uh, Digital Currency Group là chủ của CoinDesk, Consensus, những cái công ty khác lớn mà thường được chia sẻ trong uh, cái video đầu tuần này. Kế tiếp đó, thì uh, theo một số hopium đến từ uh, Will Clemente, thì Will Clemente đã chia sẻ một cái biểu đồ, biểu đồ này đã có nhiều màu, các bạn thấy được là từ màu xanh lá cây chuyển qua thành màu đỏ ra thì hiểu đơn giản, càng xanh thì càng là cơ hội mua đây là thời điểm mà đang được tích lũy càng đỏ đó là khả năng là càng có người bán thì bây giờ chúng ta đang nằm ở trong cái dùng nào là cái dùng màu xanh thì dựa theo Will Clemente đây là cái dùng tích lũy ở thời điểm hiện tại và cái dùng màu xanh này đó là cái dùng màu xanh dài nhất trong lịch sử của bitcoin có nghĩa là đây là một cái dùng mà đang được tích lũy rất là nhiều và chúng ta có thể thấy được là một trong những công ty mà tiếp tục muốn tích lũy đó là Michael Strategy thì Michael là gần đây đã không phải là người duy nhất mà đi thu mua nhiều Bitcoin nữa chúng ta đã có El Salvador chúng ta bây giờ có Doquan của Terra chúng ta có nhiều công ty khác bắt đầu là cạnh tranh thu mua Bitcoin thì Michael sailor nói là Michael Strategy đã chưa có xong đâu Michael Strategy chiến lược hàng đầu đó vẫn là tích lũy thêm BTC Đương nhiên bây giờ ra là vẫn chưa biết đợt mua kế tiếp là khi nào Tại vì uh, Michael Saylor mới đi thông báo cái đợt mua gần đây của Macro Strategy đó là ngày 5 tháng 4 Nhưng là cách đây chỉ có 9 ngày mà thôi đã mua thêm 4.197 đồng Và chúng ta thấy được là bây giờ đó cái ví duy nhất lưu trữ nhiều Bitcoin nhất là của công ty Michael Strategy Lưu trữ 129.218 BTC đáng giá lên tới là 5.1 tỷ đô la Đứng thứ nhì là công ty Tesla đang lưu trữ tổng cộng là 43.200 đáng giá là 1,7 tỷ nhưng mà các bạn thấy được là The Luna đó đã đang tiến tới gần và có thể xoán ngôi trở thành đơn vị thứ nhì lưu trữ nhiều Bitcoin nhất chỉ sau lưng MicroStrategy mà thôi. Một thông tin khác nữa là Pantera Capital đó, đây là một công ty đầu tư cũng đã lâu đời trong thị trường clip này rồi. Thì uh, CEO là Dan Moorhead đã chia sẻ là chúng ta đừng có nên lo lắng quá tại vì đó sớm muộn gì những nhà đầu tư đó cũng sẽ không có lưu trữ tiền mặt đâu tại vì lạm phát tăng cao thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đẩy cái số tiền này trở về là cổ phiếu trái phiếu bất động sản và đương nhiên là crypto sẽ là một trong những cái ngành mà sẽ được hưởng lợi ích cho nên đó, sớm muộn gì tiền cũng sẽ được đẩy ngược trở lại thị trường mà thôi chúng ta khỏi cần phải lo lắng bây giờ đâu và càng ngày đó thì thị trường càng trưởng thành hơn Và cái điều này thì không có đồng ý lắm Về cái sự phân tích của Dan Morehead ở đây Dan Morehead nói là chúng ta đã từng thấy hai cái đợt mùa đông crypto đó Xuống tới 80% Thường nhớ là cái mùa đông năm 2019 xuống tới 85% lận à, Nhưng mà Dan Moorhead thì nghĩ là cái này đã là một cái quá khứ rồi Sau này đó chúng ta có thể là có những cái mùa đông crypto nó nhanh hơn và nó xuống thấp hơn Giống như xuống khoảng chừng 54 và 61% mà thôi Và Dan Moorhead nói chúng ta đã thấy hai cái mùa đông mới đây rồi hai cái bear market mới đây Có nghĩa là hè năm ngoái và thời điểm hiện bây giờ Thuận thì nếu như nghĩ đây là mùa đông crypto thì Thuận không có lo đâu nếu như một mùa đông tiếp tô mà chỉ xuống tới mức là ba mấy 40 ngàn đô mà thôi thì quá tốt rồi thôi thì nghĩ là chúng ta chưa có đi vào mùa đông và chúng ta vẫn chưa có thực sự là kết thúc cái mùa tăng trưởng này hay là chúng ta đã bước qua một cái chu kỳ hoàn toàn mới rồi không còn chu kỳ mỗi 4 năm nữa mà chúng ta sẽ đi theo một cái mô hình mới không ai biết được nhưng mà demo hết thì cũng nhắc nhở mọi người Đương nhiên khi mà chúng ta thấy là giá BTC đó không còn đi xuống 80% trước đây nữa thì chúng ta cũng không nên có hy vọng là giá cả sẽ tăng 100 lần. Đối thuận thì giá BTC đó, đương nhiên thì không nghĩ là sẽ tăng 100 lần nhưng mà nếu nói là Bitcoin có thể lên 10 lần từ mức hiện tại đó bây giờ là 40.000 mà lên tới 400.000 trong dòng thời gian là 6 năm đổ lại thường cảm thấy là hoàn toàn có thể không gì là không thể hết nhưng mà đây là cái tài liệu được chia sẻ với Dan Mohed cũng là một cái hopium thường muốn chia sẻ với các bạn một điều nữa là thứ sáu đó của cuối tháng này là đáo hạn à, chúng ta còn khoảng chừng 2 tuần nữa là ngày 29 tháng 4 thường muốn chia sẻ trước với các bạn là hiện bây giờ đó cái tài liệu liên quan tới Bitcoin option đáo hạn ngày 29 tháng 4 đó thì cái điểm max Pay là 42.000 đô ở thời điểm hiện tại nghĩa là cao hơn bây giờ một chút nếu như mà kết thúc ngày thứ sáu ngày 29 tháng 4 ở mức là 42.000 thì đây là cái mức mà nhiều trader lỗ nhất. Nói tiếp về The Luna đó thì chúng ta thấy được là sau khi uh, mà chúng ta nghe nói là Luna Foundation tiếp tục thu mua thêm Bitcoin để mà hỗ trợ giá cho UST đó và cũng thu mua Avalanche, AVAX để mà hỗ trợ giá cho UST thì chúng ta đã thấy là Terraform Labs Terraform Labs là cái công ty đứng sau lưng cái sự uh, phát triển của mạng lưới của Terra đó thì đã tặng thêm 880 triệu đô la cho uh, Luna Foundation và tặng bao Luna. Thì Luna Foundation là cái đơn vị phi lợi nhuận uh, được thành lập để mà quản lý cái giao thức của UST để mà đảm bảo là giá một đô la và Terraform là công ty mẹ hiểu đơn giản như vậy. Tặng cái số tiền này để làm gì? thì thuần nghĩ đương nhiên tặng số tiền này để tiếp tục có thêm tiền để mà đi thu mua AVAX, thu mua thêm BTC để mà hỗ trợ giá của UST. Còn một số những thông tin khác nữa cũng rất là bullish đối với Thuận. Các bạn thấy được là cây công ty đầu tư lớn là công ty Fidelity đó. Thì hôm nay có thông tin là đã có hai cái quỹ đầu tư ETF liên quan đến Metaverse và Crypto. Nhưng mà đọc thì cảm thấy được là wow, quỹ đầu tư Metaverse crypto ETF Nhật mà chưa có Bitcoin ETF nữa mà đã có Metaverse và crypto ETF rồi Nhưng mà khi đọc kỹ lại đó thì các bạn thấy được là hai cái quỹ đầu tư này đó Thứ nhất là cái quỹ Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF và thứ nhì là Fidelity Metaverse ETF thì hai cái quỹ ETF này đó là không phải là lưu trữ crypto mà hai cái quỹ ETF này ra chỉ đầu tư vào những công ty mà phát triển cái hệ Metaverse hay là NFT mà thôi nghĩa là đầu tư vào những công ty phát triển chứ không phải là đầu tư vào cái đồng cái token đây là cái sự khác biệt nhưng mà cũng là một thông tin tốt tôi muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp đó thì Amazon Amazon thì đương nhiên là được hỏi nhiều câu hỏi là Amazon có ý định là chấp nhận thanh toán bằng crypto hay là không? thì uh, cái CEO mới của Amazon đó chính là CEO Andy Jassy ở trên CNBC ngày hôm nay đã trường phỏng vấn thì đã nói là hiện bây giờ Amazon không có ý định chấp nhận thanh toán bằng crypto. Nhưng mà khi được hỏi là Amazon có ý định để mà bán NFT hay là không thì uh, Andy Chassi của Amazon nói là hoàn toàn có thể, không có gì là không thể hết Có nghĩa là chưa có ý định chấp nhận thanh toán bằng crypto Nhưng mà có khả năng là Amazon sẽ có một cái nơi để mà mua bán NFT Và đương nhiên rồi các bạn thấy được là NFT bây giờ vẫn còn đang rất là nóng Và ngay cả eBay cũng là có những cái chiến lược để mà đi vào thị trường NFT mua bán ở trên eBay rồi Và các bạn có thể thấy được là cái sự hứng thú vẫn đang rất là cao Mặc dù là chúng ta không thấy có nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ trong thị trường này mới vào thị trường này Nhưng mà chúng ta thấy được là thị trường, thị trường NFT đã vẫn đang thu hút rất là nhiều người Bây giờ đã cái số lượng người, người đang chờ đợi để có thể là được giao dịch NFT trên Coinbase đó cái số lượng người đó bây giờ đã lên tới con số rất là cao luôn các bạn thấy được là bây giờ đã ước tính là 4 triệu người đang chờ đợi Coinbase có cái chức năng NFT để họ có thể là mua bán NFT của mình và có thể là các bạn biết Thuận không có lưu trữ NFT nhiều Thuận cũng không có phải là một người mà thích giao dịch NFT hay là Metaverse nhưng mà đối với Thuận đó thì một trong những cái điều mà Thuận thích đó chính là đi mua những cái token của những cái dự án mà những cái hệ thống NFT và là Metaverse đang được gây dựng như chúng ta nói tới Ethereum, uh, Binance Smart Chain, chúng ta nói tới Solana vân vân, thường rất là thích mua những cái token của những cái hệ thống Layer 1 đó, tại vì thường nghĩ đó là cái cách tốt hơn đối với thuận thì không cần phải dắt ốc để mà suy nghĩ là đầu tư vào riêng lẻ một dự án nào mà thì sẽ đầu tư cả một nền tảng thì nếu như mà nền tảng đó có nhiều dự án tốt thì nền tảng cũng sẽ có giá trị tăng theo nhưng mà cũng có rất nhiều người đó họ chuyên về NFT cuối tuần vừa qua đó thì thường có nghe nói tới một người bạn người bạn này không có mặt ở San Diego nhưng mà thường cũng nghe nói tới mà hầu như thường không biết là người bạn này đã tham gia vào crypto luôn nhưng mà người bạn này đó thì đã nghỉ hưu tại vì đã kiếm được rất là nhiều tiền năm ngoái từ mua bán NFT và mua bán những cái miếng đất ở trong uh, metaverse thì các bạn thấy được là ngay cả một người mà có thể là không thích về tài chính người này uh, hoàn toàn không thích nhiều về tài chính cũng không hề nghe nói tới là tham gia vào crypto trước đây hay là quan tâm đến uh, những cái như là lạm phát hay là những cái như là đầu tư dài hạn lưu trữ giá trị vân vân hầu như là không quan tâm đến nhưng mà lại rất là quan tâm đến NFT đến mức và đã nhanh chóng À, mua bán NFT mà kiếm được nhiều tiền và bây giờ đã đang nghỉ làm và đã chú tâm vào việc phát triển mạng lưới uh, NFT mua bán những cái uh, NFT nào mua bán những cái metaverse nào cho các bạn thấy được là NFT và những cái như là Metaverse các bạn cảm thấy là nó có cái gì đó cũng không có hợp lý lắm hay là các bạn không đồng ý nhưng mà những cái thứ này đó có thể đem đến nhiều người mà họ sẽ không đến thị trường này đâu nhưng mà họ đến tại vì thông qua NFT, thông qua meme coin, thông qua Metaverse cho nên cái gì mà đem được thêm người mới vào trong thị trường này đó thì thuận đều thích và nói tới đây đó thì các bạn thấy được là thông tin mới nhất được chia sẻ là Meta có nghĩa là Facebook đó thì cái mảng Metaverse của họ đó khi mà hoàn thành thì những cái mà được mua bán trên Metaverse đó, họ sẽ lấy cái phần trăm là 47,5%. Các bạn thấy được là những người mà sử dụng Apple đó thì Apple lấy thường nhớ là 30% người ta đã la làng rồi mà Meta đó lại muốn lấy tới gần như phần nửa cái số lượng bán đi thì cái này được là mạng lưới này thật nghĩ là sẽ không có nhiều người sử dụng đâu Chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi Và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Tôi sẽ tiếp tục theo dõi về cái vấn đề liên quan đến Elon Musk Và Twitter Các bạn thấy được là Elon Musk lúc nào cũng rất là giỏi về tạo ra thêm drama Tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn Khi mà chúng ta có thêm thông tin mới Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin98 Super App đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coi98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví multi-chain Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X Và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. một lần nữa, thùng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Như bây nào mà con thú đó muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông link của Thuận Capital cũng như là các bạn có thể nhận được giảm 10% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là sàn Bybit được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên và có thể nhận được những cái bonus đến từ Bybit, SnapX, Asaniex, KuCoin vân vân. Và những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu sàn Binance US hay là Coinbase Và các bạn cũng có thể tìm hiểu những ứng dụng lending để mà lấy lại hàng tháng đến từ những cái ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi và đương nhiên crypto hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà như bạn cũng đã biết tất cả những thông tin chi tiết đều nằm mình dưới cái video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tại biệt các bạn